mình chọn theo giác quan, em chọn số 1. Nào, số 1. Hay quá. 25 triệu đúng không Công Trung? Dạ, 25 triệu. Quốc Khánh. Em không dám nói trước. Em nói trước sợ bước không qua. Chị đi, chị sẽ nói trước cho em là 5 triệu, lát mình bước qua 25 luôn. À, yeah. Vậy thì hãy cùng đến với thông tin của vòng 2. Cầu thủ, chúng ta còn bạn hồ, bạn tặc răng, bạn thỏ, bạn chó sói và bạn khỉ. Và bây giờ hãy phân tích. Em cũng là Dương Đá Banh, cho nên em nhìn mấy bạn nhỏ em phải đoán được. Thường thường những người đá banh đó, thường thường da họ hơi ngâm. Bé số 6 kìa, cái chân như có bắp chuối nữa kìa. Đúng, đúng, bé số 6 nha. Em thấy bé số 6 á, cái bắp chân thứ nhất á, là rất là chắc. Thứ hai là bắp chân rất là ngâm đen nha. Có thể là cầu thủ, mà bé cũng đang mang giày thể thao nữa. Số 5 cũng có mang giày thể thao mà. Thường thường thì con gái mà nhỏ tuổi thì ít khi nào mà gọi là vô đội năng khiếu hay là tìm hiểu về cầu thủ nhiều. Em thấy đã đa số thôi. Nếu mà để dự trù hai bạn nam trong đây á, số 1 và số 6 á. Số 1 á thì em nghĩ là bạn đó sẽ thiên hướng về cái gì đó nó hơi gọi là giải trí hơn. Bạn số 6 có vẻ như là ít nói, có thể là vận động nhiều hơn nói năng á. Em có cảm giác như vậy em. Bây giờ mình chọn đi. Chị nghĩ là số 6 và chị nghĩ là em nên đặt ngôi sao may mắn vòng này. Và quyết định cuối cùng của các bạn sẽ là gì, Phương Lan, Quốc Khánh? Rồi, 2, 3. Số 6. Có đặt ngôi sao may mắn không? Em đặt ngôi sao may mắn chứ. Như vậy là người chơi dùng quyền trợ giúp đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng. Kết quả ra sao? Mời quý vị. Và đương nhiên rồi, nhìn cái bắp chân như thế kia, nhìn cái màu da như thế kia thì Quốc Khánh đã phân tích khá đúng và rất logic. Còn bây giờ là lúc đến với gói tiền thưởng mà các bạn sẽ nhân đôi là bao nhiêu? 25 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 25 triệu. 5 triệu. Cũng được. Cũng được. 10. Như vậy là các bạn chắc chắn có 10 triệu tiền thưởng ở vòng này, cộng với vòng trước là 11 triệu. Xin được chúc mừng. Bây giờ tôi muốn quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ với nhân vật khỉ của chúng ta, cậu bé số 6. Xin mời. Chú chào con. Bây giờ là lúc mà con có thể giới thiệu về mình rõ hơn. Con là Lê Công Hoàng Vũ. Con chơi bóng đá từ lúc lớp 1. Hôm nay con học lớp mấy? Hôm nay con học lớp 7. Thôi, con có đang tập tại câu lạc bộ năng khiếu nào không? Có, con đang tập câu lạc bộ Văn Tập Đồng Nai. Con đã đi thi đấu nhiều giải chưa? Và giải nào là con ấn tượng nhất và có thành tích cao nhất? Con đã đi thi đấu nhiều giải, nhưng mà giải thi đấu tốt nhất là U13 toàn quốc. U13 toàn quốc. Con thi đấu ở vị trí nào? Tiền đạo cắm. Tiền đạo cắm. Tiền đạo cắm. Phải chi mình nhìn nhau là mình có cảm giác được cùng vị trí của nhau. Mình nhìn thấy người khác quá. Tiền đạo cắm người ta, còn Khánh là cắm mày làm tiền đạo á. Chú nhắc con nhá, cùng vị trí nhưng nhớ là đừng cùng hạng cân khi bằng tuổi, chú ý con nhá. Bởi vì cùng hạng cân như chú ý thì con sẽ không đá được tiền đạo đâu, có đúng không? Và với người đá vị trí tiền đạo thì con thấy rằng kỹ năng nào là quan trọng nhất? Con thấy kỹ năng quan trọng nhất là tỉ đè bóng. Tỉ đè bóng? Tỉ đè bóng không? Đúng là chung vị trí, chung Khánh thấy lúc mà cái mặt mà Khánh xuống cái bé gì không vậy nè. Âu Khánh nữa trời, kéo dậy á. Chú xin được nhắc con rằng là với kinh nghiệm bình luận bóng đá của chú rất nhiều năm, chơi bóng đá cũng từ nhỏ giống như con, và bằng kinh nghiệm của chú thì chú chỉ nói rằng cái thông tin mà con đưa ra, kỹ năng mà chú Khánh đã bắt tay với con và như đúng rồi ấy, chú xin nói là sai hoàn toàn. Bởi vì kỹ năng quan trọng nhất của một tiền đạo đó chính là dứt điểm. Con tì đè mà con không dứt điểm, không có bàn thắng thì tiền đạo đó hoàn toàn không thực sự là quan trọng trong đội bóng. Anh ơi, không? Bé nó đá nó chơi giống em. Hả? Nó chơi em là anh đè anh đang không mà. Đè đang không mà. Còn suốt là mấy người bạn em. Đó, chú không muốn con là tiền đạo thân thiện giống chú Khánh. Chú muốn con là tiền đạo sát thủ với khung thành đối phương. Con đồng ý không? Rồi, cảm ơn con. Và chúc con sẽ giữ vững được đam mê. Nếu có thể sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và hơn hết, học hỏi, luyện tập mỗi ngày để tiến bộ hơn. Cảm ơn con đã đến với chương trình. Chúc mừng con. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác Quan thứ 6. Đây sẽ là vòng thi thứ 3 được mang tên Trực Giác. Hiện nay hai người chơi của chúng ta, Phương Lan và Quốc Khánh, đã có được số tiền thưởng là 11 triệu.
Và chúng ta sẽ cùng lựa chọn gói tiền thưởng trước. Xin mời Quốc Khánh và Phương Lan. Hồi nãy em chọn rồi, tới chị chọn đi. Hai bây giờ cho hai chị em tụi tôi chọn cho. Ok, chọn đi. Bây giờ hai chị em mình chọn đồng thanh nha. Ok. 1, 2, 3, số 4. Hoài luôn. Yeah. Ok, vậy ra cho em chọn số 2 à. Em rất tốt. Phương Lan, em có được vị số 2 không? Dạ, em thì đương nhiên em phải tin đồng đội em. Anh dạ. Cho em chọn số 2. Số 4 đi, không số 4 rồi ở đây luôn á. Đúng rồi á, tôi không có dụ em mặt ra đâu. Mình tiếp tục chương trình với anh. Dạ. Số 2. Vâng, số 2 là bao nhiêu tiền chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là thông tin của vòng 3. Hát rap. Bố ơi, hát rap hát kìa bố. Rap. Nghề của bố kìa. Puka và Quang Trung đâu ấy nhỉ? Ai tới hát rồi. Hát rap hả? Ai hát rap vậy? Tụi em tới trễ chút xíu. Dạ. Quên chơi đi chị. Làm cái gì rồi, tới đâu? Ôi, nãy giờ tới vòng mấy rồi? Vòng 3. Vòng 3 hả? Có tiền số 2 hả? Các em mới tới hả? Dạ, tụi em nãy giờ chửi thẹn nên anh quên cực chết. Bây giờ sẽ là các nhân vật của chúng ta được gặp gỡ lại một lần nữa. Chúng ta còn hổ, còn tặc jungle, chúng ta còn thỏ và còn sói. Dùng phương pháp loại trừ. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Lại đi. Lại đi. Các bạn còn hai quyền trợ giúp, đó là hỏi nhanh đáp nhanh và loại trừ. Dạ, tụi em dùng chắc loại trừ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với trợ giúp loại trừ. Như vậy là tặc răng và thỏ bị loại trừ, chúng ta chỉ còn hổ và chó sói. Tại vì thường thường ráp là thường thường là con trai, nhưng mà cái thần thái của bạn nữ rất chính là phát. Rất là ngầu nha. Bây giờ mình cho mình hỏi, hỏi. Đi, các bạn có muốn hỏi không ạ? Dạ hỏi. Vậy dạ. Thì các bạn sẽ được dùng trợ giúp này trong vòng 2 phút và tôi sẽ lên để đứng cạnh người được hỏi. Các bạn sẽ hỏi ai? Em hỏi chó sói. Bây giờ chúng tôi xin được mời khu rừng bên kia hãy hỏi khu rừng bên này đi. 2 phút bắt đầu. Thế loại con hay rap là rap về cuộc sống, gia đình hay là về cái gì đó? Không, mấy câu hỏi này không được trả lời đâu. Tôi xin được nhắc lại, những câu hỏi trực diện thế này chúng tôi không trả lời. Con có thích rap không? Tôi hỏi vậy. Ca sĩ mà con thần tượng là ai? Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy. Ca sĩ qua Ngô Kiến Huy không có rap nha. Con thích mặc đồ như thế nào? Thích mặc đầm. Đầm, đầm vẫn được, con gái thích mặc đầm vẫn được. Đầm vẫn được hả? Con có biết chú đang vào không? Chú ý thì ai chả biết. Con biết Quốc Khánh không à? Dạ càng không. Hà Mã thì biết ạ. Hà Mã thì biết. Chắc chú không chọn con đâu. Con cố vấn con hỏi nào không? Hỏi coi bé lúc mà rảnh làm gì. À lúc mà rảnh thì em con làm thích cái gì? Sở thích của con là gì? Con chơi với bạn bè. Sở thích là gì? Hết giờ. 2 phút đồng hồ mà hỏi mà buồn ghê. Nhưng mà em thấy như thế này nè, bé đó cái thái độ khi mà lắng nghe cái câu hỏi của em á, trả lời rất là kiểu giống như là rất là bình tĩnh á. Rất là bình tĩnh á. Thứ nhất là không có gì để che giấu hay là sao đó. Em cũng rất là nghi là bé này là rapper. Tại vì thường thường á, chương trình hay đánh lừa mình là rapper phải là con trai hay là gì đó. Nhưng mà em nghĩ là con gái sẽ rất là hay. Lúc đầu á là em còn hơi hoài nghi là bé tặc răng, tại vì thường tặc răng nó là con trai chứ nó phải con gái. Mà tự nhiên loại cái bạn này, thành ra là em mới nghĩ là bạn như con gái mà trong cái bộ dạng của một cái con sói, cho nên em nghĩ là nó phải có cái gì đó mạnh mẽ ở trong đó. Và lựa chọn cuối cùng các bạn sẽ là chọn số 5. Số 5. Yeah. Ở bên kia cũng thế à? Dạ. Yeah. Yeah. Trí tuệ tập thể lần này có đúng hay không? Có dè không này, có dè không này. Chúng ta sẽ được biết kết quả. Đồng lòng mà. Chính xác. Yeah. Một lần nữa tôi xin khẳng định là định hướng của sân khấu Thế Giới Trẻ là rất tốt đấy. Các bạn đã nhìn cùng một hướng, ít ra đến vòng này là vẫn đúng. Tụi em có biệt danh là nghệ sĩ trí tuệ đó. Nói cho cố đi á, hồi nước thai người ta chiếu lại đó Khánh. Quan trọng là cái trí tuệ đó mang lại cho chúng ta bao nhiêu tiền thưởng. Yeah. Xin mời. 25 triệu. 10 triệu. Trời ơi. Hôm nay các em có thấy không? Tiền thưởng anh nói gói nào đúng gói đó luôn. Ôi anh giống như là thánh phán. Anh phán cái gì là chúng nó. Nếu như hồi nãy em đừng có thể hiện, em nghe lời chị em chọn số 4 đi thì sẽ là 15 hoặc 25 rồi. Nghe lời hai chị em tôi đâu có vừa giận vừa mất thời gian mà vừa bị tiền ít đâu. Thôi được rồi, các bạn có thêm 10 triệu nữa. Tổng tiền thưởng lúc này là 21 triệu. Trời ơi, thôi gặp châu gặp bé này đi. Mời chó sói tiến lên phía trên nào con. Trời
giờ ta mới dám cười đó trời. Rồi, con gái hãy giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Thảo My, sở thích của con là hát rap. Con theo đuổi rap được 1 năm. Lý do tại sao mà con lại thích rap? Và ai là người hướng dẫn con hát rap đến lúc này? Hiện tại là giống như là con coi phim rồi con thấy hay rồi con rap, cái tự nhiên cái nó quen chứ không có ai chỉ hết. Và khi con rap như vậy ở nhà bố mẹ có thích không? Con đồng ý cho cái đam mê này của con không? Dạ có. Có hả? Vậy thì hôm nay có lẽ rằng là mọi người sẽ phải xem cái tài năng của con rap như thế nào. Con có sẵn sàng không? Dạ có. Ngoài trời đang giông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đây sẽ đắp một dáng dở nên ta mở cứ đi vì tụi chỉ còn đáng thở. Tụi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng liền đủ và luôn thiếu. Quay từ lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời. Dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ một lần đã thuộc lời. Để biết mình lớn rồi đêm nào bạn cũng thuộc thôi. Ký ức tàn nổi buồn thiếu niềm ký ức tan. Chân ta vẫn bước đi dù có mưa hay nắng hạn. Giữa trời đông giá rét hai đầu cực có băng tan. Và bất kể ngày đêm bình minh lên hay đang sáng. Xách ba lô mà đi nhìn thật xa. Về nơi phía cuối con đường. Không lo ngày mai bao khó khăn ta bước qua. Dẫu cuộc đời này rộng bao la. Cuộc đời này rộng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng, sao nếu chân ta bước ra trên con đường dài. Yeah, dễ thương quá. Cảm ơn con, cảm ơn con.